quý vị và các bạn, năm 2020, những bất lợi khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đã khiến cho Lào Cai chưa có được một năm hoàn hảo để khép lại nhiệm kỳ bứt phá. Nhưng bằng sự năng động, sáng tạo và khả năng vượt khó của mình, một lần nữa Lào Cai lại được nhắc đến như một điểm sáng tích cực khi vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá. Thành quả ấy cùng với những nguồn lực và khát vọng mới trong hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh cho phép chúng ta có được niềm tin về một tương lai tươi sáng. Năm 2020 khép lại, trong bối cảnh có hàng loạt địa phương tăng trưởng âm, thì tốc độ tăng trưởng GRDP của Lào Cai vẫn đạt 6,55%, đứng trong top 10 của cả nước. Những ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu hay nông nghiệp đều đã vượt khó thành công để trở lại đà tăng trưởng thực tiễn năm qua và rộng ra là cả nhiệm kỳ 2015-2020 đã để lại nhiều kinh nghiệm quý, đặc biệt là về quan điểm phát triển và lộ trình thực hiện các mục tiêu. Người đứng đầu và cấp đứng đầu có sự quan tâm, có sự vào cuộc, có sự quyết liệt, sau đó triển khai những bước cụ thể bằng những các đề án chương trình cụ thể và sắp xếp theo lộ trình việc nào làm trong một năm, việc nào làm trong năm năm việc nào thậm chí là sau 5 năm việc gì làm trước nội dung nào làm sau đều có sự tính toán phương án cụ thể đó là những bài học quan trọng ngoài cái bài học là phải rất là minh bạch rõ ràng công tâm và đơn giản thủ tục trình tự mục tiêu trở thành tỉnh đứng đầu khu vực tây bắc đã hoàn thành và lào cai cần tiếp tục tạo ra động lực mới cho chặng đường kế tiếp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã xác định những mục tiêu lớn không chỉ cụ thể cho 5 năm mà cho cả tầm nhìn dài hạn. Để sau khoảng hai thập niên nữa sẽ trở thành tỉnh phát triển của đất nước. Mục tiêu càng lớn, thử thách càng nhiều. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2025, ước tính tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã cần đến khoảng 260.000 tỷ đồng. Vậy làm thế nào để có được nguồn lực ấy? Tỉnh phải có một cái giải pháp đồng bộ về cái thị trường, về tài chính, thị trường lao động và làm sao để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp các cái doanh nghiệp lớn có thể phát triển được nhưng bên cạnh đó thì phải tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ để khơi dậy, sáng tạo cũng như là cái khởi nghiệp của các cái doanh nghiệp Cái thứ hai ấy là vẫn phải tập trung vào một số các cái doanh nghiệp chiến lược về các cái lĩnh vực về du lịch, về thương mại, dịch vụ, rồi về công nghiệp để tạo một cái động lực và cái sức lan tỏa. Lào Cai cũng xác định rất rõ đâu là nguồn lực hữu hạn, đâu là tiềm năng vô hạn. Phát triển kết cấu kế hạ tầng và du lịch dịch vụ được Đảng bộ tỉnh lựa chọn là hai lĩnh vực đột phá cho nhiệm kỳ mới, chính là sự khởi đầu nhằm khai thác những tiềm năng vô hạn, tạo bước phát triển không lệ thuộc vào những nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt. Cùng với đó, nguồn lực con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cũng được đề cập theo một quan điểm mới. Một trong những cái yêu cầu tới đây đó là chúng tôi tập trung vào khai thác nguồn lực mà không phải nguồn lực từ vốn mà đặc biệt là nguồn lực từ con người làm sao để giải phóng được sức mạnh từ con người đó là chúng tôi tập trung vào việc đẩy mạnh phân cấp tạo ra sự năng động sáng tạo tự chịu trách nhiệm và tạo ra một niềm phấn khởi niềm tin trong các cấp các ngành để chủ động thực hiện. Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 cũng là thời điểm tròn 30 năm tỉnh Lào Cai được tái lập. Một chặng đường phát triển mới với những mục tiêu và khát vọng lớn hơn đang được mở ra để mỗi người có thể phát huy tốt nhất khả năng và sức sáng tạo của mình, góp sức đưa Lào Cai cất cánh